Honda CRV thì nên độ gì? Rồi, hôm nay là chém gió với anh em là đủ món luôn, từ trước ra sau đến vào bên trong luôn. Đấy, đầu tiên thì cảm biến phía trước là chiếc xe này chưa có này. Honda Sensing chưa có này. Đấy. Và ở đây ý, thì anh em mà ăn chơi anh em độ quả bi gầm với đèn này thì cơ bản nói chung là nếu mà anh em đi đường phố đèn có đèn đường ok, nhưng muốn sáng ấy thì phải làm quả đèn gầm nữa. Còn ở đây thì nếu như ăn chơi anh em độ bộ cam 360 hoặc là bộ camera 3 mắt, cam lùi có rồi lắp thêm 3 mắt nữa thôi. Đấy, phần đầu xe thì sơ sơ cũng hết kha khá vì là tính năng an toàn anh em ạ. Tiếp tục nhá. Sang bên này thì cảm biến áp suất lốp. Đấy, để nó báo cho mình số cân là bao nhiêu. Rồi, tiếp tục này. Khi mà chúng ta bấm khóa cửa, gương nó gập lại và kính nó lên thì chắc chắn là theo xe chưa có, nếu anh em có nhu cầu ấy thì lắp bộ đấy nhá. Và ở đây là cái bộ bậc. Đấy, anh hiểu không? Bậc bệ để làm gì? Chúng ta bước lên, trẻ con bước lên dễ dàng hơn. Đây, em quay từ bên sau này cho anh. Đấy, nó sẽ rất là đẹp. Đấy, giúp cho chúng ta bước lên xuống dễ dàng. Rồi, ok, đi ra đằng sau. Chiếc xe này thì cảm biến lùi ở đằng sau cũng bị cắt đi anh em ạ. Do vậy mà anh em muốn nhá, bộ này là cảm biến lùi thì anh em có thể lắp cái bộ rời bên ngoài hoặc là tích hợp vào màn hình odozin của xe luôn là cũng ok. Phần đằng sau, đấy, cốp vẫn là cốp cơ, anh em ăn chơi thì lắp cốp điện. Đấy thì bộ này mình lắp cũng rất là nhiều, tùy vào nhu cầu thôi. Rồi ở đây này, chiếc xe này là mới tinh, vừa mới lấy trong hãng ra luôn. Đây là cái bộ lót thảm, lưng ghế và cái cốp đằng sau để làm gì, anh em để đồ lên đây. Đó, nó sẽ không bị ngấm nước xuống, nó sẽ sạch sẽ hơn. Rồi và khi mà lắp cảm biến áp suất lốp ấy thì anh em có thêm cái bơm lốp nữa, để trong quá trình chúng ta sử dụng ấy nó không bị gọi là nếu mà dính đinh hay là thủng lốp thì anh em chỉ việc bơm. Bơm xong rồi đến cái chỗ mà vá lốp thì anh em lên xe thì đỡ phải gọi cứu hộ và các thứ, nó rất là lằng nhằng. Rồi vào trong xe thì có gì? Cam hành trình, anh em nên có một cái này. Đấy, thời đại Lý Thông thì nhiều, Thạch Xanh thì ít, nên là tránh trường hợp ăn vạ. Đấy, quả thứ hai đó là Android Box để biến màn zin thành màn Android. Đặc biệt là ở đây này, tích hợp luôn cả cảm biến áp suất lốp, nó hiện trên này luôn. Rồi, anh em thấy chưa? Nó sẽ rất là tiện, 2.3 này, 2.4 này, 2.3 này. Đấy. Và đây là cái màn hình Android. Sau khi mà sử dụng đây nhá, mình sẽ vuốt về đây là màn hình nguyên bản này. Nó không có gì cả anh em ạ. Còn khi mà có cái này thì anh em bấm vào CarPlay phát là lập tức màn hình biến thành màn hình Android luôn. Đấy. Ra lệnh giọng nói nghe nhạc luôn nhá. Đây, mình có thể ra lệnh giọng nói ở trên này để mà vào YouTube để mà nghe nhạc, tất cả mọi thứ, bản đồ, cảnh báo tốc độ và tất cả mọi thứ luôn. Đấy, rất là tiện. Rồi. Cái này là cái rất là hay ho mà anh em nên trang bị hai thứ này. Tiếp tục này, thảm lót sàn. Đấy, anh em có thể chọn cái thảm sàn Thái Lan này này. Nó sẽ rất là sạch sẽ. Đấy. Rất là ok luôn. Còn ở đây anh em cực kỳ làm thêm cái bọc vô lăng. Đấy, để cầm nắm nó sẽ êm tay và nó đỡ toát mồ hôi ra. Còn với cái chiếc xe này thì nó cũng chưa có ghế thổi hơi, anh em có thể làm cái này. Và chắc chắn rồi, dán phim cách nhiệt này thì anh em có thể nghiên cứu để dán cho mình cái tấm mặt xịn, chứ nếu mà trong hãng nó tặng thì tặng đồ đều thôi. Đó, về cơ bản thì nếu như anh em muốn nó mát mẻ hơn tí nữa thì anh em lắp cái bộ đề nổ từ xa. Đấy, nó sẽ giúp cho chiếc xe mát mẻ từ xa, hoặc là chỉ cần cái bộ mà lên xuống kính cập gương rồi cũng rất là ok. Đấy, mấy món cơ bản thôi. Còn nếu như anh em mà cầu kỳ muốn hơn nữa, anh em lắp cho mình một cái loa center ở đây này. Đấy, hoặc là anh em độ lại cái bộ âm thanh bằng cách là thay 4 quả loa, thêm một cái âm ly, hoặc là thêm một quả loa trầm. Đấy, thế là xong. Về cơ bản thì nó chỉ có những cái món đấy thôi, tùy vào tầm tiền của anh em. Ví dụ như có chục triệu chúng ta làm thì gói chục triệu. Như cái chiếc xe này mình làm cái gói khoảng tầm hơn chục triệu tí, gồm bậc bệ này, cam hành trình này, màn hình Android Book này, rồi áp suất lốp này. Đấy, thế thôi. Còn nếu mà ăn chơi nữa, anh em làm bộ đèn, làm cúp điện, đấy, chơi sơ khoảng 5-6-7 chục, tùy vào tầm tiền, tùy vào nhu cầu anh em. Nếu có nhu cầu liên hệ cho anh em Trung Auto ủng hộ nha. Cảm ơn, bye bye.